tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoài Sa bất ngờ chia sẻ về món quà nhận được từ Trọng Hiếu sau gần 3 tháng hẹn hò. Trong một bài phỏng vấn khi được hỏi, người chuyển giới giấu kín rất nhiều tâm tư, bởi lẽ không phải ai cũng đủ khả năng để hiểu mọi chuyện. Vậy chẳng hạn như trong chuyện tình yêu, bạn đã từng im lặng để người ta tự nhận ra sự thật chưa? Tôi luôn sẵn sàng nói sự thật, tuy nhiên tôi không bao giờ nói ra ngay từ đầu rằng mình là người chuyển giới. Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Chẳng lẽ khi mình sửa một thứ gì đó trên cơ thể, mình phải nói với họ rằng em đi sửa cái này, em đã sửa cái kia? Với tôi, người chuyển giới cũng vậy, đây cũng chỉ là ca phẫu thuật mà thôi. Mọi người nghĩ tôi không nói ngay từ đầu là lừa gạt, thì chẳng có gì là lừa gạt cả. Chắc gì ngay từ đầu tiên gặp mặt, họ đã nói với tôi sự thật. Trong suốt cuộc thi, Trọng Hiếu đã làm gì để ủng hộ bạn chưa? Động viên công khai anh ấy cũng làm, nhắn tin riêng anh ấy cũng làm. Đến lúc tôi thi xong rồi, anh Hiếu là người duy nhất không chia buồn mà nói điều tích cực. Anh ấy nói rằng tự hào về tôi là người quá tuyệt vời. Bạn có nhận được món quà vật chất nào từ Trọng Hiếu không? Đến giờ thì vẫn chưa. Vậy bạn có buồn không? Thật sự là không. Trước đến giờ tôi đã nhận được rất nhiều món quà vật chất rồi, từ những dây chuyền, hoa, mỹ phẩm. Do đó tôi không mong chờ điều gì về món quà vật chất nữa. Món quà nào là đắt giá nhất và ai là người tặng? Khoảng thời gian trước đây tôi có quen một người Việt Kiều. Anh ấy đã tặng cho tôi rất nhiều quà, lo lắng về cuộc sống cho tôi. Thật ra anh ấy mong muốn đính hôn với tôi và tặng tôi chiếc nhẫn kim cương, nhưng tôi từ chối. Chỉ muốn đổi lấy một chiếc máy tính 10 triệu. Đến bây giờ thì tôi và anh ấy đã kết thúc rồi. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có vài rồi, tầm 3-4 mối tình chính thức. Còn việc đi ăn, đi chơi, tìm hiểu thì rất nhiều, nhưng cũng không đi đến kết quả tốt. Vậy tại sao bạn lại chọn Trọng Hiếu mà không phải là đại gia? Người ta thường mặc định là chân dài phải đi với đại gia chứ. Tôi đã từng, tuy nhiên đại gia người ta có tiền, có địa vị. Để yêu một người chuyển giới đã khó, để công khai và chấp nhận mình là một phần trong cuộc sống của họ lại càng khó hơn. Vậy nên chẳng việc gì phải đánh đổi cả. Cứ sống là chính mình với những gì mình có. Có nhiều người nói rằng mối quan hệ của các bạn chỉ là PR thôi. Nếu là PR thì chúng tôi sẽ làm rầm rộ hơn như vậy nhiều, đi chơi, tặng quà cùng nhau. Valentine là lần gặp cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng cảm xúc của nhau và đều để mọi thứ từ từ. Chúng tôi chỉ dành cho nhau những hành động đẹp. Tiến triển của Hoài Sa và Trọng Hiếu đã đi đến đâu rồi? Chúng tôi vẫn là những người bạn. Chuyện chuyển giới không hề dễ dàng chấp nhận. Có nhiều người cho rằng việc Trọng Hiếu đồng ý tìm hiểu bạn chỉ là do tính cách lịch thiệp của anh ấy. Giữa trái tim với lý trí, anh ấy chắc chắn sẽ chọn lý trí và sẽ không tiến đến sâu hơn. Thật ra anh Trọng Hiếu rất chân thực. Mọi người có lẽ đang mong chờ quá nhiều ở chuyện tình cảm của tôi và anh Hiếu. Họ nghĩ chúng tôi sẽ công bố yêu nhau, sẽ làm mọi thứ lãng mạn. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu. Có nhiều người nói rằng tôi dành tình cảm cho Hiếu quá nhiều, nhưng đó là điều dĩ nhiên. 5 năm trời thầm thương trộm nhớ, còn anh ấy chỉ mới biết đến tôi mà thôi. Tôi nghĩ những gì anh ấy đang làm cho tôi vẫn đang tiến triển hơn những ngày đầu. Hành động tình cảm nhất anh ấy dành cho bạn là gì? Đó là những hành động rất nhỏ. Anh ấy đều mời tôi đi ăn và nói về nhiều về cuộc sống. Đặc biệt anh ấy hỏi rất nhiều về mối tình trước đây của tôi. Tôi không hiểu sao anh ấy hỏi nhiều đến như vậy. Tôi không ngờ là anh ấy quan tâm như vậy mà tôi cũng không giấu. Vậy bạn có nghĩ lỡ như mối tình với Trọng Hiếu không đi đến một kết thúc tốt đẹp thì sao? Tôi hiểu khi yêu một người chuyển giới họ sẽ có những đắn đo nhất định và tôi cũng quen với chuyện này rồi. Nếu không được tôi cũng không có buồn nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.